Chào tất cả các bạn, mình là Huy, nhân viên kinh doanh của Sốt Rượu 247. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn thông tin cơ bản về các sản phẩm rượu vang. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm rượu vang, vui lòng comment phía bên dưới tên sản phẩm các bạn muốn biết. Chúng tôi sẽ làm các video theo yêu cầu của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo về video sản phẩm mới nhất. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn đó chính là chai rượu vang Ý F Negro Amaro. Đây là chai rượu vang nổi tiếng và có lượng tiêu thụ lớn nhất tại thị trường Việt Nam, khoảng 60.000 chai mỗi năm theo ước tính của nhà cung cấp. Chai rượu vang này cùng hai chai rượu vang Mở và vang con công Vindoro tạo nên bộ ba nổi tiếng của nhà San Marzano. Thì qua quan sát thì chúng ta có thể thấy chai rượu vang này có một thiết kế rất sang trọng và mạnh mẽ. Rượu được làm từ giống nho Negro Amaro, đây là giống nho được làm rượu vang đỏ phổ biến của nước Ý. Rượu có nồng độ cồn là 15 độ, dung tích 750ml và được sản xuất năm 2017. Rượu được làm qua rất nhiều công đoạn. Vào tuần cuối cùng của tháng 9, nho được thu hoạch hoàn toàn bằng tay và sáng sớm lựa chọn những trái nho ngon nhất để làm rượu. Rượu được ngâm ủ trong thùng gỗ sồi phát trong vòng 12 tháng và sau đó được tiếp tục phát triển trong chai trong vòng 6 tháng trước khi được đem ra thị trường tiêu thụ. Vậy thì chúng ta hãy thử thưởng thức xem chất lượng của nó như thế nào đấy. Qua quan sát thì màu sắc của rượu là màu đỏ tím đậm. Đây là màu sắc đặc trưng của giống nho Negro Amaro. Rượu có hương thơm khá là phong phú, phức hợp từ trái cây mềm và mứt và dâu. Nếu mà ngửi kỹ hơn một chút thì sẽ thấy thoảng mùi gỗ tuyết tùng. Chúng ta cùng thưởng thức. Vị chát khá là mềm và cân bằng. Rượu tròn vị và béo ngậy của bơ và kem. Hậu vị tốt, tinh tế và lâu dài. Rượu vang ép này thì được khuyên dùng là nên thưởng thức cùng các món ăn từ thịt đỏ, đặc biệt là các món nướng, ví dụ như thịt cừu nướng hoặc bò bít tết. Mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn về thêm một chút tác dụng của rượu vang. Khoa học đã chứng minh rằng nếu sử dụng rượu vang mỗi ngày với một liều lượng vừa đủ thì có thể nói có rất nhiều tác dụng. Có thể kể đến một số tác dụng như tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng chống ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, làm đẹp da. Và Sốt Rượu 247 đã giúp đỡ để bố trí địa điểm cũng như sản phẩm để thực hiện video này. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm rượu vang này thì xin vui lòng qua Sốt Rượu 247 có địa chỉ tại 134 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem trực tiếp và mua những sản phẩm rượu vang này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần kế tiếp.